Hello anh em, hôm nay mình đi show đám đại tháng nha anh em. Đại tháng có hay quay. Bây giờ ta đang cúng bây giờ đang dọn anh em. Có loại bia hãng mới nè. Mình đi show, mình đi vì bạch nó cao hơn Ê Châu nha anh em. Ê Châu cao quá, dễ bị hú quá, mình đi vì bạch nó cao, Ê Châu ít, nó giảm được tiếng hú nhiều lắm. Rồi ba anh em, hồi khách hát mình quay lại cho anh em xem tiếp nha.